Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Họ và tên Nguyễn Phú Trọng. Ngày sinh, ngày 14 tháng 4 năm 1944. Dân tộc, Kinh. Quê quán, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thành phần gia đình, bần nông. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng, học sinh. Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, ngày 5 tháng 12 năm 1967. Ngày vào đảng, ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ngày chính thức, ngày 19 tháng 12 năm 1968. Trình độ được đào tạo, giáo dục phổ thông, tốt nghiệp hệ 10 năm, chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp khoa ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, hệ 4 năm. Học hàm, học vị, giáo sư, tiến sĩ chính trị học. Chuyên ngành xây dựng đảng. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ, tiếng Nga. Khen thưởng, huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp văn hóa, huy chương vì sự nghiệp báo chí, huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tạp chí lý luận của đảng v.v. Kỷ luật, không. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng các khóa 7, 8, 9, X, 11, 12. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, X, 11, 12, tham gia thường trực Bộ Chính trị khóa 8. Đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Tóm tắt quá trình công tác. 1957 đến 1963, học trường phổ thông cấp 2, cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. Từ 1963 đến 1967, sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 7 năm 1968, cán bộ phòng tư liệu tạp chí Học tập, nay là tạp chí Cộng sản. Từ tháng 7 năm 1968 đến tháng 8 năm 1973, cán bộ biên tập ban xây dựng đảng tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, 1971. Bí thư chi đoàn cơ quan tạp chí Cộng sản, 1969 đến 1973. Từ tháng 8 năm 1973 đến tháng 4 năm 1976, nghiên cứu sinh khoa kinh tế chính trị tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chi ủy viên. Từ tháng 5 năm 1976 đến tháng 8 năm 1980, cán bộ biên tập ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản, phó bí thư chi bộ. Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 8 năm 1981, học Nga văn tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 7 năm 1983, thực tập sinh và bảo vệ luận án phó tiến sĩ, nay là tiến sĩ, khoa xây dựng đảng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Từ tháng 8 năm 1983 đến tháng 2 năm 1989, phó ban xây dựng đảng. Tháng 10 năm 1983, trưởng ban xây dựng đảng, tạp chí Cộng sản. Tháng 9 năm 1987, phó bí thư đảng ủy. Tháng 7 năm 1985 đến tháng 12 năm 1988, rồi bí thư đảng ủy cơ quan tạp chí Cộng sản. Tháng 12 năm 1988 đến tháng 12 năm 1991. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, ủy viên ban biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 7 năm 1991, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 8 năm 1991 đến tháng 8 năm 1996, tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Từ tháng 1 năm 1994 đến nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 2 năm 1998, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm trưởng ban cán sự đại học và trực tiếp phụ trách ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 12 năm 1997 đến nay, ủy viên Bộ Chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, 12. Từ tháng 2 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000, phụ trách công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo của đảng. Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 4 năm 2001, tham gia thường trực Bộ Chính trị.
Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 8 năm 2006, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ tháng 3 năm 1998 đến tháng 11 năm 2001, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006. Từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2006, Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa 12, 13, 14. Từ tháng 5 năm 2002 đến nay, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 7 năm 2011, Chủ tịch Quốc hội khóa 11, 12, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 1 năm 2011 đến nay, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ tháng 2 năm 2013 đến nay, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Từ tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ năm 2016 đến 2021. 2019 đến 2022, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Từ tháng 2 năm 2023, được trao tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng. Từ ngày 18 tháng 7 năm 2024, được tặng thưởng huân chương sao vàng vì có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Hà Nội.